Đây còn có mì gói, đồ gạo, đồ các bạn ơi. Đây. Chào cô chú anh chị các bạn, hôm nay thì Sông Nước Miền Tây sẽ đến nhà vợ của anh Cường. Hôm trước mình có chia sẻ có video về gia đình có hai mẹ con bị tâm thần, và anh Cường là dân lao động chính trong nhà đã qua đời các bạn. Thì hôm nay mình cũng có chia sẻ những video đó, thì được Mạnh Thường Quân đóng góp một số tiền nhỏ nhỏ. Thì hôm nay trong nhóm của tụi mình đến đây để đem cái phần quà đến cho vợ của anh Cường. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng mình theo dõi. Hôm nay mình đi đến để chia sẻ lại cho vợ anh Cường nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Hôm nay thì Sông Nước Miền Tây sẽ có mặt tại ở trong chỗ nhà vợ của anh Cường. Hôm trước mình có chia sẻ về cái hình ảnh người chồng lao động chính đã mất, để lại vợ và con bị bệnh tâm thần các bạn. Thì hôm nay được có một số mạnh thường quân của chợ Mỹ Xuyên đóng góp một phần, thì hôm nay nhóm của tụi mình sẽ mua quà đến để đem đến để tay cho chị vợ của anh Cường. Bây giờ mời các bạn cùng mình để theo dõi nha. Đây là cái đường này thì ở trong thôn quê các bạn, mình đang đi trong nhà vô vợ của anh Cường. Đây thì bây giờ các bạn cũng nhìn thấy là trong nhóm mình hôm nay đi có 4 người thôi các bạn, còn mấy người kia hôm nay kẹt công chuyện. Thì mình thấy vợ anh Cường đang đứng ở ga để đón các bạn này. Đây bây giờ mình bắt đầu đi vô nhà của anh Cường, thì có một số hoàn cảnh xung quanh của nhà anh Cường các bạn. Thì hôm trước tính sửa cái nước cho nhà vợ anh Cường, nhưng mà cái người ở bên cái bên nhà đã sửa rồi. Thì hôm nay có phần tiền mà bà con đóng góp thì sẽ mua quà đem đến cho nhà vợ anh Cường các bạn. Đây là vợ của anh Cường các bạn ơi. Chào chị. Rồi hôm nay cho người ta có đóng góp góp như của ai đó góp. Thì một số đồ nè các bạn, bây giờ đem đến để cho chị ra các bạn. Đây còn có mì gói, đồ gạo, đồ các bạn ơi. Đây. Rồi, bây giờ mình đi dạo bên trong nữa các bạn ơi. Xem nha. Nhà của anh Cường các bạn. Đây, bây giờ có phần này sẽ gửi đến cho vợ anh Cường các bạn. Hộp vịt, đường, với bánh cho bé, với gạo, với mì gói các bạn. Cảm ơn. Cô nấu nó bữa 28, 29 vô người Tết á. Thì uống không có vô. Nó có nấu. Nghiệp nó lắm. Thằng nãy đó. Không có tiền xài nó cho, rồi xài nãy kia vừa nó cho bán. Dạ. Vừa là của anh hả? Vừa bên bển á, rồi ta để được cho ăn. Ủa mình ở là ở đậu trên nhà của gì á chứ? Về của ông già nè. Ông già đó đó đi ở đó cái chết rồi đó, mà bây giờ đó thì tôi để ông để cho nó, bây giờ ông để lại cho mình ở tới theo hết cuộc đời. Rồi, giống như mình ở trên đất người ta. Rồi người không có nói gì chân ở xuống viện mình tự ở lại kia đi là ta thương. Rồi. Thì hôm nay các mạnh thường quân cũng có một số quà để gửi đến cho chị đó chị. Đây là hình ảnh của hôm nay mình đến nhà anh Cường các bạn, thì đây cũng vẫn còn như vậy các bạn ơi. Rồi đây là hình ảnh ở bên nhà nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đến đây chia sẻ những cái hình ảnh mà đi gửi quà đến cho vợ của anh Cường các bạn. Sau một thời gian thì các mạnh thường quân của chợ Mỹ Xuyên cũng đóng góp một phần nhỏ nhỏ để gửi đến cho vợ anh Cường.
Bây giờ Sông Nước Miền Tây cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành cùng mình đi đến những cái hoàn cảnh rất đáng thương trong xã hội hiện nay cũng còn nhiều cái hoàn cảnh như vậy. Mình xin tạm dừng video tại đây, xin chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video kế tiếp của mình nhé. Xin cảm ơn các anh chị. Bye bye.